VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các khán giả của VDA. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và Linh Tâm sẽ mang đến cho bạn một câu hỏi, đó chính là theo bạn thì dàn karaoke nào đủ đô để có thể làm thỏa mãn những đôi tai nhà nghề? Hãy comment câu trả lời của mình ngay bên dưới đây để VDA cùng tham khảo nhé. Còn ngay bây giờ, Linh Tâm sẽ mang đến cho bạn một siêu phẩm đầy thách thức mà có lẽ phải dùng hai từ kiêu chỉnh thì mới có thể lột tả được cái sự kén người dùng của dàn karaoke này. Và không để các bạn đợi lâu nữa, đấy chính là dàn karaoke thế hệ cao 2017 Digital. Đây được mệnh danh là dàn karaoke cực kỳ kén người dùng. Nhưng nếu ai biết dùng, chắc chắn sẽ sở hữu một dàn âm thanh đỉnh của đỉnh. Nào, hãy cùng VDA khám phá xem bên trong dàn karaoke Digital này có gì nhé. Đầu tiên, nhắc đến siêu phẩm Digital đầy thách thức này, bạn không nên bỏ qua hai thiết bị quan trọng tạo nên sự khác biệt, để chính là mixer và main. Bởi mixer và main đòi hỏi trình độ cân chỉnh rất cao. Nếu cân chỉnh chính xác, âm thanh sẽ rất đỉnh. Nhưng nếu chỉ cần chỉnh lệch đi một tí, âm thanh liền giảm đi rõ rệt, nếu không muốn nói là quá tệ. Đây chính là điểm mấu chốt gây tranh cãi cho không ít người tiêu dùng. Nhiều người cho rằng điều này sẽ gây bất lợi cho dàn karaoke này. Thế nhưng mà theo đánh giá của chuyên gia VDA thì đây là một điều thú vị kích thích sự tò mò khám phá của dân chơi thứ thiệt. Và đúng như vậy, tính đến thời điểm này, dàn karaoke Digital là một trong những ứng cử viên sáng giá lọt top những dàn karaoke bán chạy nhất năm 2017 này. Sử dụng mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro có giá 8.500.000 đồng, sở hữu bộ vi xử lý mạnh mẽ kết hợp Dual Effect Echo Variable, trang bị công nghệ tự điều chỉnh giải tần số cho các tiếng treble, mid và bass sắc nét, kết nối Wi-Fi, tích hợp công nghệ chống hú PEE, khả năng đánh full đến 4 cặp loa, 4 cặp sub đôi tốt. Sử dụng main BF Audio 2400, hai kênh công suất 400W x 28Ohm và 650W x 24Ohm, âm thanh nội lực, to rõ trung thực và chính xác. Có khả năng đánh căng hai đôi bát 25 hoặc một đôi bát 30 trên một chép UV12. Phối hợp ăn ý với mixer K3000 Wi-Fi Pro. Với sự kết hợp bộ đôi mixer và main này, giúp cho những ai đang sở hữu dàn karaoke Digital có được chất lượng âm thanh đạt đến đỉnh điểm nếu biết cân chỉnh chính xác. Sử dụng đầu karaoke Kara M10. Đây là thiết bị có tầm quan trọng vô cùng to lớn tạo nên sự đẳng cấp của dàn karaoke Digital này. Và đầu Kara M10 có những tính năng siêu vượt trội mà cho đến thời điểm này chưa có đầu karaoke nào có thể đến bạn. Cụ thể là cập nhật online những bài hát mới nhất, cấu hình cực đỉnh, sức lưu trữ khủng với 10.000 bài hát MTV cho bạn tha hồ lựa chọn những bài hát mà mình yêu thích nhất. Sở hữu tính năng fix lỗi bài hát cũ, đây là một trong những tính năng siêu độc đáo giúp bạn dễ dàng thể hiện những ca khúc xưa cũ mà âm thanh thì vẫn mượt mà mới mẻ. Chưa hết, đầu Kara M10 còn mang lại cho bạn những giây phút đảo mắt với hình ảnh Full HD 1080 sắc nét. Sử dụng loa Beats BZ768 có giá 9.900.000 đồng, công suất 600W, đánh nhạc nội lực và mạnh mẽ, thiết kế hiện đại với hệ thống loa đặc biệt gồm hai đường tiếng với ba loa, tích hợp hệ thống trầm huyệt, bát phản xạ âm thanh cho tiếng bát tinh tế, hoạt động tốt trong không gian trên 30m2. Sử dụng sub BF Audio 112SA có giá 6.500.000 đồng. Sub điện BF 112SA với loa bass 30 cho công suất 200W. Tiếng sub mềm mại, sâu lắng, đặc biệt rất bền bỉ khi đánh ở cường độ lớn. Phù hợp cho phòng hát karaoke gia đình với diện tích 22m2 trở lại. Sử dụng micro BF Audio Z11 chống hú tuyệt đối có giá 6.500.000 đồng, sở hữu khả năng tự động ngắt, chống hú, chống va đập hoàn hảo, trang bị tính năng tự động lọc âm, loại bỏ tiếng thở, âm gió, tự động điều chỉnh và thay đổi tần số để bắt chính xác âm thanh người hát, cả khả năng bắt sóng với phạm vi 100m. Vừa rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm xong dàn karaoke thế hệ cao 2017 Digital rồi đúng không nào? Và các bạn có đồng ý với tôi rằng giá trị của âm thanh không chỉ nằm ở số tiền bạn bỏ ra mà còn nằm ở cái độ chịu chơi của bạn khi chạm đến dàn karaoke Digital.
Và giờ đây bạn không còn phải lăn tăn vì điều đấy nữa, bởi việc canh chỉnh làm sao cho ra âm thanh cực đỉnh đã có chuyên gia kỳ thật của VDA lo. Đến với VDA, bạn không phải là một dân chơi âm thanh chuyên nghiệp thì cũng dễ dàng sở hữu một sàn karaoke đẳng cấp nhất 2017. Và bây giờ hãy nói cho VDA biết cảm nhận của các bạn về dàn karaoke digital này thông qua việc comment những ý kiến của mình. Mặc dù khen hay chê thì cũng hãy comment chân thành, bởi vì tất cả các ý kiến của các bạn đều được VDA trân trọng và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn. Và cũng đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của VDA nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. VDA lắp dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn như quán karaoke Sài Gòn. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.